Vâng, chào các bác nhé. Ở buổi tối hôm nay thì em vừa khui được 4 đôi loa các bác này. Đấy, gồm có 3 đôi loa karaoke ha và 1 đôi loa nghe nhạc thương hiệu Sony. Đấy, tất cả 4 đôi đều là hàng bãi Nhật về ha. Đấy, được trang bị một bát 20 các bác này. Đấy, 3 đôi loa karaoke ha. Đấy, và đôi loa nghe nhạc Sony cũng vậy, đều là bát 20 ha. Rồi, loa karaoke thì các bác xem cái thương hiệu đây. DK Karaoke ha. Đấy, thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác này. Và tổng thể cái e-căng của nó là như vậy các bác ha. Đấy, có hai cái loa thì em đã tháo cho các bác xem cũ loa này. Đấy, cái loa DK Karaoke và một cái của Sony ha. Đây e-căng các bác này. Rồi, nó có một cặp thì e-căng nó bị mất cái tem ha. Đây cặp này đây, một cái này và một cái này ha. Thì nó đang bị mất cái tem DK Karaoke ở trước các bác này. Rồi, các bác xem tổng thể thùng vách ha. Nói chung là thùng không có bị bể nở các bác ạ. Còn nguyên zin nguyên bản ha. Rồi các bác xem một bát 20 đây. Đây, trang bị một bát 20 này. Gân vải ha và một chiếc giấy này các bác này. Đây, tổng thể cái loa bát là như vậy các bác ha. Và đây là cái em mở cho các bác xem bên trong đây. Cái này thì em mở sẵn rồi. Mở nhẹ nó sẽ ra thôi. Đây, tổng thể loa nó như vậy các bác này, một bát 20 và một chiếc giấy ha. Đấy, cái tiếng karaoke thì cực kỳ hay luôn các bác ạ, trong cái tầm tiền ha. Cái tiếng của nó rất là sáng và cái tiếng chép của nó thì cực kỳ nhuyễn luôn. Rồi và các bác xem cái củ loa chép đây. Đây là củ loa chép ha. Đây, củ 2 tầng này các bác này. Rồi bên trong thì nó cũng có là mát 120W này 8 ohm và ở dưới là da băng ha. Các bác thấy dòng chữ da băng ha. Đây. Rồi và đây là cái củ của loa bass đây. Đây loa bass thì nó bọc từ các bác ha. Bọc từ sexy 7 màu luôn này. Rồi bên trong nó cũng đề là mát 120W này, trở kháng 8 ohm và da băng đây các bác ha. Đây hàng bãi Nhật về. Đây là củ bass này các bác này. Đây, đôi loa này thì giá rất là rẻ các bác ạ, chỉ hơn 2 triệu một xíu thôi là các bác có một đôi loa hát karaoke đến từ Nhật Bản rồi ha. Đây các bác xem thiết kế cũng rất là đẹp này, một lỗ thông hơi này. Rồi em sẽ quay phía sau cho các bác xem thông số ha. Đây phía trên thì nó thiết kế như vậy các bác này, cũng có cái lỗ để mà các bác treo tường ha. Đấy. Rồi và đây là phía sau thông số đây. Đấy các bác xem tất cả loa thì không có bị bể nở ha. Còn rất là liền lặng luôn các bác xem này. Đấy. Rồi và đây là bên phía sau đây. Rồi cái loa thì đang để ngược ha. Cái này các bác để nằm cũng được hoặc là để đứng cũng được ha. Rồi các bác xem thương hiệu đây, DK Karaoke. Và model là DDS770 ha. Trở kháng là 8 ohm và công suất là 120W một thùng này. Đấy, mắc in da băng các bác ha. Đấy, hàng bãi Nhật về. Em đang mở nhạc quảng cáo các bác ạ. Rồi, các bác cùng xem lại phía sau một lần nữa ha. 120W một thùng. Mắc in da băng. Đấy, hàng bãi Nhật về ha. Đấy, cái này chỉ bị dơ thôi các bác ạ, chứ không phải bị bể gì đâu. Bị dính mấy cái nước thôi. Đấy. Đôi loa này thì các bác chơi rất là ngon, bổ rẻ ha. Trong cái tầm tiền thì các bác hát karaoke phòng tầm 20m² là vô tư rồi. Đấy. Rồi em cũng xin báo giá cho các bác nắm ha. Đôi loa DK karaoke này thì bát 20 một chép. Thì em cũng xin báo giá với các bác là 2.3 triệu là em bao ship ha. 2.300.000 đồng một cặp là em bao ship toàn quốc rồi các bác ạ. Đấy, đôi loa karaoke ha, rất là tuyệt vời luôn, hàng bãi Nhật về. 2.3 triệu bao ship một cặp ha. Rồi và cuối cùng là đôi loa Sony. Đây các bác xem đôi loa Sony ha. Thiết kế của nó rất là đẹp này các bác này. Đấy. Được trang bị một bát 20. Bát 20 thì em tháo ra rồi này và một chép giấy này. Đấy, đôi loa này thì các bác lưu ý giúp em là dùng để nghe nhạc ha. Đôi loa này nó thiết kế dùng để nghe nhạc các bác ạ. Rồi thương hiệu Sony này, e-căng này. Đấy. Rồi em sẽ mở e-căng cho các bác xem ha. E-căng thì em đang mở rồi, em chỉ cạy nhẹ nó ra thôi. Đấy, e-căng còn tuyệt vời ha, còn rất đẹp. Rồi và đây là bên trong cái loa này các bác này. Đấy, thiết kế của nó là một chép giấy ha và một bát 20 này. Đây các bác ghép những cái âm ly mà tầm 60W là các bác chơi cặp loa này vô tư rồi. Chỉ cần âm ly 60W thôi ha. Đấy. Rồi và cái bát của nó đây các bác này. Đấy, bát vẫn là gân vải ha. Rồi các bác xem cái củ loa bát đây.
Đây, củ bát vẫn là củ tư đôi này các bác này. Đấy. Rồi và đây là cái thông số Sony này. 200W ha. 8 ohm. Giá băng này các bác này. Rồi và đây là cái củ chép đây, củ chép vẫn là củ chép 2 tầng luôn này các bác này. Đấy, Sony ha. Giá băng 8 ohm. Đấy. Củ chép đây. Đấy, chép giấy các bác ha. Và bên trong đây các bác này, bên trong là bông tiêu âm ha, và phân tầng của nó bên trong này các bác. Đấy. Bông tiêu âm. Cái cặp thùng Sony này còn rất là mới các bác ạ. Đây, còn đẹp tuyệt vời luôn ha. Ở đây nó có một cái giá các bác này, giá bên Nhật ha. 2000 yên này. Rồi, và đây là phía sau đây. Cái loa này về thì nó bị mất hết cái tem này các bác ạ. Nó có hai cái tem bên đây mà bị mất rồi ha. Rồi các bác xem phía sau này. Đấy. Còn rất là liền lặng luôn, không có bị bể nở gì đâu các bác ạ. Đường vô loa này. Rồi, đôi loa Sony này thì các bác nghe nhạc ha. Ghép âm ly tầm 60W đổ lại thôi. 60W trở lên các bác ạ. Đấy. Là các bác nghe nhạc vô tư rồi. Rồi cặp loa này thì em cũng xin báo giá với các bác ha. Dùng để nghe nhạc thôi ha các bác ha. Đấy, đôi loa này thì là 1.800.000 em bao ship. Đấy, 1.800.000 em bao ship cho các bác này, một chép giấy, một bát 20. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé, số điện thoại của em đây 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác.